Xin kính chào quý vị và các bạn. Thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta đang ngày càng hấp dẫn được rất nhiều các cái đối tượng nhà đầu tư khác nhau tham gia vào thị trường. Trong số đó tới 90% là những nhà đầu tư không chuyên và chưa có chuyên môn về tài chính cũng như chứng khoán. Vì thế, gây ra rất nhiều các cái hiểu lầm, thậm chí những sai lầm rất đáng tiếc dẫn đến sự thua lỗ trong cái tài khoản của mình. Thì theo một thống kê của chúng tôi, năm 2017 thì vòng đời trung bình của một nhà đầu tư chỉ khoảng 2 năm mà thôi. Tức là họ tham gia vào thị trường 2 năm, sau đó đều rời bỏ thị trường vì sự thua lỗ. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ cùng với AZFIN trao đổi với quý vị và các bạn một chủ đề là 5 quy luật về giá của cổ phiếu để nhằm giúp quý vị và các bạn có thêm các cái kiến thức về giá thị trường của cổ phiếu, giá trị cổ phiếu để có thể đầu tư hiệu quả hơn. Nội dung chính thì tôi xin bắt đầu như sau. Trước tiên, quy luật đầu tiên, biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn thì cung cầu mới là yếu tố quyết định. Thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy minh họa ở trên đây. Ví dụ như cái cổ phiếu ROT, trong cái thời gian từ năm 2017 đến năm 2018 thì cái cầu của cổ phiếu này rất là mạnh mẽ. Do đó nó đẩy giá cổ phiếu từ mức 10.000 lên hơn 200.000 đồng. Bất chấp mọi nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu này có giá trị không đáng như vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó khi cái lượng cầu bị cắt đứt chẳng hạn thì giá cổ phiếu đã trở về cái mức 2.000 đồng vào cuối năm 2020, như quý vị có thể thấy ở cái biểu đồ thứ nhất đây ạ. Về cái biểu đồ thứ hai là biểu đồ của VN Index, quý vị và các bạn có thể thấy nếu như năm 2009 khi thị trường chứng khoán đã trải qua đổ vỡ của nền kinh tế và giảm xuống một mạch từ mức hơn 1.100 điểm còn 234.5 điểm thì đây là một mức người ta đánh giá là siêu rẻ của cổ phiếu. Khi về đến 400, 500 người ta đã cho rằng rất rẻ rồi. Nhưng do cái thời kỳ đó cung của cổ phiếu rất lớn, ai cũng muốn thoát khỏi thị trường, trong khi cầu thì không thấy đâu. Chính vì thế cho nên giá cổ phiếu tiếp tục xuống sâu và xuống tới 234.5 điểm. Ngược lại, ngay sau đó từ năm 2019 đến đầu năm 2019 đến cuối 2019, do cái lượng cầu vào bắt đáy cổ phiếu rất nhiều đã đẩy cái giá cổ phiếu VN Index tăng từ 234.5 điểm lên tới khoảng độ 640 điểm, tức là tăng gấp khoảng 2,5 lần chỉ trong vòng vài tháng, trong khi cái yếu tố nền tảng cơ bản của doanh nghiệp thì không có sự thay đổi nhiều. Chính vì thế sau đó nó lại trở lại cái mức gọi là đi ngang, thậm chí đi xuống một thời gian dài. Và đến năm 2012-13 thì có lúc còn có 350 điểm mà thôi, tức là lại giảm một nửa. Thì tương tự như vậy, thì đến cuối năm 2017, đầu năm 2018, khi đó thị trường chứng khoán được đánh giá rất là cao rồi, với cái PE trên 20 lần. Nhưng do cái cầu ngắn hạn của các nhà đầu cơ, đầu tư rất là mạnh mẽ, do đó đẩy cái VN Index lên đến hơn 1.200 điểm. Khi đó PE khoảng độ 22.5 lần. Sau đó vì giá cổ phiếu đắt quá mà cầu không tiếp tục nuôi cái sức mạnh đẩy cổ phiếu lên, thế thành ra nó lại bắt đầu trả về với cái mức giá trị thật của nó khi VN Index tiếp tục điều chỉnh về mức 900 điểm chỉ trong vài tháng sau đó. Tiếp tục hồi cuối tháng 3 năm 2020 này, khi Covid xảy ra, nhiều người tỏ ra quá bi quan về thị trường, do đó họ cung cổ phiếu rất lớn ra ngoài thị trường bất chấp các cổ phiếu tốt hay xấu, khiến cho VN Index giảm một mạch từ mức 1.000 điểm xuống còn có 650 điểm, tức là mức giảm 35% chỉ trong vòng thời gian chưa đến một tháng, rất là nguy hiểm. Nhưng mà sau đó khi người ta bình tĩnh trở lại, cầu mạnh hơn thì VN Index lại trở lại mức 700 đến 900 điểm như hiện nay ạ. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng trong ngắn hạn thì thị trường chứng khoán rất điên rồ và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố cung cầu chứ không phải là thị trường chứng khoán có hấp dẫn hay không. Đấy là cái quy luật đầu tiên mà tôi muốn nói đến. Tiếp theo là cái quy luật thứ hai là biến động giá cổ phiếu trong dài hạn thì kết quả kinh doanh bền vững mới là yếu tố quyết định chứ không phải là cung cầu. Xin thưa với quý vị là như vậy. Đầu tiên ở cái biểu đồ đầu tiên chúng ta so sánh giá cổ phiếu của Sam và Ri, đây là hai cổ phiếu niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam và niêm yết cùng một ngày luôn đó. Như chúng ta có thể thấy, cổ phiếu Sam trong quá khứ thậm chí còn tăng trưởng mạnh hơn cổ phiếu Ri rất nhiều đấy. Quý vị và các bạn có thể thấy, cổ phiếu Ri là cái đường hình nến đấy. Nhưng mà cổ phiếu Sam là cái đường hình tím đấy. Có thể đến năm 2010, thậm chí cổ phiếu Sam còn tăng gấp đôi, gấp ba cái cổ phiếu Ri. Nhưng mà về dài hạn, cổ phiếu Ri làm ăn với kết quả tốt hơn,
ổn định hơn, bền vững hơn, có trả cổ tức đều đặn. Chính vì thế cho nên giá cổ phiếu REIT sẽ ngày càng bỏ xa cổ phiếu SAM đấy ạ, đúng không ạ? Còn cổ phiếu SAM thì vẫn quanh quẩn đâu đó dưới mệnh giá. Dưới mệnh giá do cái kết quả kinh doanh của nó không được tốt, bền vững như cái cổ phiếu REIT. Tương tự như trường hợp ở bên này chúng ta có thể thấy có những lúc trong quá khứ đấy ạ, khi cổ phiếu ROT bắt đầu niêm yết giá tăng từ 10.000 lên hơn 200.000, trong khi cổ phiếu FPT thì lại giá tăng chậm hơn rất nhiều so với cổ phiếu ROT này, đúng không ạ? Nhưng về dài hạn thì cổ phiếu FPT có cái kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, bền vững, mang lại cổ tức tốt. Thế do đó là nó sẽ có cái sự tăng trưởng rất tốt trong dài hạn và bỏ xa cổ phiếu ROT với cái kết quả kinh doanh không được tốt và giá cổ phiếu đi xuống còn có 2.000 đồng, trong khi FPT đã tăng trưởng rất là tốt đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy trong ngắn hạn do cung cầu quyết định, nhưng trong dài hạn kết quả kinh doanh mới là cái yếu tố quyết định cuối cùng đến với giá cổ phiếu. Đó chính là quy luật thứ hai. Quy luật thứ ba đó là giá trị khác với giá trị sổ sách. Rất nhiều bạn gặp tôi thì đều cho rằng giá trị của cổ phiếu chính là giá trị sổ sách. Tức là các bạn ấy lấy tổng tài sản của công ty trừ đi nợ thì ra gọi là vốn chủ sở hữu, thì các bạn chia cho mỗi cổ phiếu. Ví dụ mỗi cổ phiếu giá trị sổ sách là 20.000. Đó thì bạn ấy cho rằng đấy là giá trị của cổ phiếu. Và cứ dưới 20.000 thì bạn ấy cho rằng cổ phiếu đang được bán dưới giá trị. Hoặc trên 20.000 thì các bạn ấy cho rằng cổ phiếu này bị bán cao hơn giá trị. Thì đấy là một cái sai lầm thường xuyên xảy ra đối với rất nhiều các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Thì tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn như sau. Đầu tiên, giá trị sổ sách chính là bằng tổng tài sản trừ nợ. Cũng giống như ở quý vị, nhà quý vị có tổng tài sản là 10 tỷ chẳng hạn, nhưng quý vị vay nợ 3 tỷ, thì như vậy giá trị sổ sách của quý vị là 7 tỷ, hay người ta còn gọi là vốn chủ sở hữu, hay người ta còn gọi là giá trị tài sản ròng. Thì đấy chỉ là cái giá trị sổ sách mà thôi, được chưa? Còn giá trị cổ phiếu thì nó không phải như vậy, mà giá trị cổ phiếu thì nó bằng tổng tất cả các cái dòng tiền mà cái cổ phiếu ý mang lại cho nhà đầu tư. Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp có bền vững hay không. Và giá trị như ở trên tôi đã đưa ra khái niệm, nó rất khác so với giá trị sổ sách. Thì để cho quý vị và các bạn dễ hiểu hơn, tôi xin lấy một vài ví dụ như sau. Ví dụ cổ phiếu Apple thì giá trị sổ sách của nó, chúng tôi xem cái quý mới nhất đâu đó thì cái vốn chủ sở hữu khoảng 75 tỷ USD. Nhưng mà các nhà phân tích thì định giá cái cổ phiếu này lên đến 2.000 tỷ USD. Thực tế trên thị trường chứng khoán cũng giao dịch cái cổ phiếu này với cái mức giá trị của toàn bộ công ty này khoảng 1.800 đến khoảng 2.200 tỷ trong cái thời gian gần đây. Thì quý vị và các bạn có thể thấy rằng giá giao dịch của cổ phiếu này gấp gần 30 lần so với giá trị sổ sách, tức là so với cái gọi là giá trị tài sản ròng đấy, đúng không? Nhưng mà liệu nó có phi lý hay không? Đó. Vì mỗi 100 đồng của giá trị sổ sách của cái cổ phiếu Apple tạo ra được tới 80 đồng lợi nhuận. Quý vị hãy thử tưởng tượng, tức là nó đầu tư 100 tỷ đô chẳng hạn thì một năm lợi nhuận 80 tỷ đô. Thế do đó là cái chất của cái tài sản này nó rất là khủng khiếp. Nó không chỉ là cái giá trị ghi sổ đâu, mà nó còn rất nhiều yếu tố ở trong đó, đúng không? Hiệu quả nó vô cùng cao. Thế do đó là các nhà phân tích họ sẵn sàng đánh giá cái giá trị cổ phiếu Apple này lên đến 2.000 tỷ đô là như vậy, đúng không? Tiếp theo, một cái ví dụ cũng rất điển hình ở Việt Nam mà rất nhiều người đã từng nghiên cứu, đó là cổ phiếu Vinamilk có giá trị sổ sách là 32.300 tỷ đồng vào cái thời điểm hiện tại cuối năm 2020, đúng không? Thì trong khi là giá trị thị trường của cái cổ phiếu này được người ta định giá ở mức 260.000 tỷ. Vì mỗi 100 đồng giá trị sổ sách của Vinamilk tạo ra tới 40 đến 45 đồng lợi nhuận, hiệu quả rất cao. Trong khi gửi ngân hàng ở Việt Nam được có 6 đến 7%, mà cái Vinamilk này làm ra 40 đến 45%. Chính vì thế cho nên cái giá trị của nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cái giá trị sổ sách của nó. Bên cạnh đó thì Apple hay Vinamilk đều là những cái doanh nghiệp mang lại cái kết quả kinh doanh rất bền vững trong tương lai, có lợi thế, có vị thế và nó có thể duy trì cái điều đó, thậm chí tăng trưởng rất tốt trong tương lai. Do đó nó được trả với cái giá trị cao hơn so rất nhiều so với giá trị sổ sách, được chưa? Một trường hợp tiếp theo đó là KBC có giá trị sổ sách là 10.500 tỷ, tức là vốn chủ sở hữu đấy, trong khi giá trị thị trường chỉ có 6.800 tỷ thôi. Và cái công ty này trong nhiều năm liền liên tiếp được định giá thấp hơn giá trị sổ sách,
Nguyên nhân vì mỗi 100 đồng giá trị sổ sách của ông này tạo ra một năm có 5 đến 8 đồng thôi. Tức là thậm chí còn thấp hơn gửi ngân hàng. Chính vì thế cho nên là cái giá trị của nó người ta đánh giá là sẽ thấp hơn so với cái giá trị sổ sách ghi nhận ở trên cái báo cáo tài chính. Được chưa? Từ cái đánh giá này thì tôi rút ra một cái kết luận, đó là giá trị là cái mà chúng ta cần quan tâm chứ không phải giá trị sổ sách. Tất nhiên cái giá trị sổ sách nó vẫn có những cái ý nghĩa của nó, nhưng mà nó không lớn và nó không trọng yếu như cái giá trị của cổ phiếu. Đó mới là cái giá chúng ta quan tâm. Thì ở trên đây chính là cái yếu tố thứ ba, giá trị khác với giá trị sổ sách. Tiếp theo cái quy luật thứ tư, tức là yếu tố dẫn dắt giá cổ phiếu, chính là kỳ vọng chứ không phải là hiện tại hay quá khứ. Quý vị lưu ý một điều như vậy ạ. Tức là nhiều vị cho rằng ôi giá rất nhiều cổ phiếu nó lại tăng một cách quá đà quá đáng. Tại sao lại vậy? Trong khi quá khứ nó kinh doanh bình thường, hiện tại nó cũng không quá đặc sắc. Đó là nguyên nhân người ta kỳ vọng. Kỳ vọng ở đây không hẳn là tương lai nó phải diễn ra như thế. Tức là người ta chỉ cần kỳ vọng cái cổ phiếu này, cái ngành này tương lai sẽ tăng trưởng tốt chẳng hạn, thì người ta sẵn sàng trả giá cao hơn. Hoặc người ta kỳ vọng rằng có người đánh lên, có người đấm lên cái cổ phiếu này, tiền vào nhiều thì người ta cũng sẽ tham gia và đẩy giá cổ phiếu. Ví dụ một trường hợp rất cụ thể ở đây, đó là cổ phiếu Tesla của cái ông tỷ phú Elon Musk, đúng không ạ? Thì giá cổ phiếu này tăng một cách kinh khủng, từ năm 2019 mới có 50 đô mà bây giờ đã là 433 đô, tức là tăng gấp hơn 8 lần chỉ trong vòng hơn một năm qua. Thì nguyên nhân đến từ cái công ty này, nó tạo ra các cái cuộc cách mạng về công nghệ rất khủng khiếp, thậm chí nó còn đưa ra các cái chương trình liên quan đến là phóng các cái vệ tinh lên trời để gọi là cung cấp wifi, cung cấp mạng viễn thông cho toàn thế giới cơ. Đó. Thì cái công ty này lịch sử đã chứng minh rất nhiều điều thú vị đối với cái thị trường chứng khoán. Ví dụ như công ty này có thể là tạo ra các cái bệ phóng tên lửa tiết kiệm bằng 1/5, thậm chí 1/10 so với chính quyền ở trung ương của Mỹ, so với quân đội Mỹ. Thế do đó nó mang lại rất nhiều các cái lợi ích và nó có thể thu lại rất nhiều các cái kết quả kinh doanh tích cực trong tương lai. Vì thế người ta sẵn sàng trả giá cho cái cổ phiếu này giá rất cao, và nó tăng tới 8 lần chỉ trong vòng chưa đến 2 năm, đúng không ạ? Tương tự như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam, thực tế kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhé, hiện tại vẫn tăng, 2019 vẫn tăng mạnh mẽ, nhưng mà giá cổ phiếu đã tạo đỉnh vào tháng 4 năm 2018 rồi. Thì nguyên nhân là người ta lúc đó đã nhận thấy thị trường chứng khoán lúc này không rẻ là thứ nhất. Thứ hai, người ta cho rằng trong tương lai kinh tế Việt Nam khó có thể tăng trưởng gọi là mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì cái mức tăng trưởng của năm 2017-18 đã là những cái mức gọi là tới hạn cao nhất rồi. Thì người ta kỳ vọng rằng trong tương lai nó sẽ có sự điều chỉnh xuống. Vì thế cho nên giá cổ phiếu bị bán ra rất mạnh, làm cho VN Index giảm xuống rất là khủng khiếp. Hay là chúng tôi đầu tư chứng khoán cũng thế, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều. Nếu mà chúng tôi nhìn thấy chỉ số mà các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, niềm tin tiêu dùng, niềm tin đầu tư cao, tức là họ sẵn sàng mở kế hoạch đầu tư, họ vay ngân hàng, họ đầu tư các cái dây chuyền mới, các cái nhà máy mới, thì khi đó khả năng rất cao chỉ 1 năm, 2 năm, 3 năm, tùy từng loại hình doanh nghiệp, thì kết quả kinh doanh nó sẽ tăng. Và cả nền kinh tế có rất nhiều người làm như vậy thì nó sẽ làm cho tăng trưởng GDP rất mạnh. Ngược lại, ở năm 2018, chúng tôi nhìn thấy rằng khi đó lãi suất nó cũng không hề thấp nữa rồi, đúng không? Mà kỳ vọng của rất nhiều người cho rằng là trong tương lai khó có thể đầu tư làm ăn dễ dàng như quá khứ nữa. Chính vì thế họ bắt đầu phòng thủ bằng cách là không đầu tư mở rộng nhiều nữa. Khi đó thì chúng tôi cho rằng vậy thì trong 1-2 năm tới, cái tăng trưởng của kinh tế, tăng trưởng của lợi nhuận, doanh thu của doanh nghiệp sẽ không lớn. Khi đó giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh mà thôi. Thì đấy gọi là yếu tố kỳ vọng. Hay là ngay một ví dụ rất kinh điển gần đây nhất, tức là khi đại dịch Covid diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2020 vừa rồi đây, đúng không ạ? Thì người ta công bố rằng mùng 1 tháng 4 sẽ là ngày giãn cách xã hội đầu tiên trong vòng nửa tháng. Nhưng mà một điều rất ngược đời, đó là ngay lập tức từ mùng 1 tháng 4 thị trường chứng khoán tăng lên một cách mạnh mẽ, bất chấp cái việc đó là bị giãn cách xã hội, các doanh nghiệp sẽ bị khó khăn trong cái thời gian này. Bởi vì sao? Bởi rằng người ta kỳ vọng khi giãn cách như thế thì một thời gian dài sau, đúng không ạ, sẽ kiểm soát được dịch bệnh.
thì khi đó doanh nghiệp sẽ trở lại kinh doanh tốt trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm tới. Bởi vậy cho nên người ta đã lao vào, người ta mua cổ phiếu rất mạnh mẽ và tạo đáy ngay ở mức 650 điểm vào cuối tháng 3, tức là lúc thời điểm thông tin xấu nhất. Chính vì thế cho nên thị trường chứng khoán không phải phản ánh cái thông tin xấu nhất tại lúc tháng 3 đó, và cũng không phải phản ánh cái quá khứ, mà nó phản ánh người ta nghĩ rằng tương lai thế nào. Đúng không ạ? Tương lai thế nào? Bởi vậy rất nhiều các nhà đầu tư vẫn níu vào những cái thông tin quá khứ và hiện tại, tức là bảo ui dịch bệnh nó còn kinh khủng như thế. Đúng không? Bây giờ mới bắt đầu giãn cách thì doanh nghiệp sẽ rất khó khăn, thế thì chết. Đó, nếu mà cứ líu vào những thông tin ý thì quý vị và các bạn sẽ thua lỗ, sẽ sai rất nhiều. Sai rất nhiều. Bởi vì thị trường chứng khoán chính là kỳ vọng, chứ không phải là hiện tại hay quá khứ. Đúng không? Tiếp theo, cái yếu tố cuối cùng, cái quy luật cuối cùng về giá, đó là giá trị thì rất quan trọng đối với nhà đầu tư. Giá trị thị trường thì lại quan trọng đối với một trader. Tức là trader là những nhà giao dịch ngắn hạn, đúng không? Họ chỉ quan tâm đến trend của thị trường chứng khoán, của cổ phiếu mà thôi, đúng không? Đôi lúc người ta còn có những cái câu nói rất hay, ví dụ trend is friend. Tức là họ không cần quan tâm rằng cái cổ phiếu ấy đã đắt hay chưa. Họ chỉ cần quan tâm cái cổ phiếu này lực vào vẫn đang rất mạnh, tiền vào rất lớn, thì họ kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh. Thì tôi lấy một ví dụ như này, ở cái trường hợp bất động sản thì có vẻ dễ minh họa hơn. Ví dụ như đất ở Mỹ Đình chẳng hạn, nếu chúng ta đánh giá giá trị nó là 100 triệu một mét đó, nhưng mà giá đất ở đấy nó lại đang tăng từ mức 40 lên 50 lên 60 năm lên 70, với cái sự cầu của thị trường rất mạnh, nó làm cho sốt đất đi. Trader họ nhìn thấy cái xu hướng như thế, họ sẽ nhảy vào mua. Dưới 100 triệu một mét họ cũng mua. Thậm chí nó lên đến 150 triệu nhưng mà xu hướng người ta vẫn mua rất mạnh thì họ vẫn nhảy vào mua, chứ họ không quan tâm đến cái giá trị là 100 triệu. Thì đấy là bản chất của trader, họ đánh ngắn hạn. Họ dựa vào dòng tiền, họ dựa vào cung cầu của thị trường, họ dựa vào xu hướng của cổ phiếu của thị trường. Ngược lại thì cái ông đầu tư giá trị, nhà đầu tư, thì họ dựa rất nhiều vào cái giá trị. Miếng đất ở Mỹ Đình 100 triệu chứ gì? Ok, nguyên tắc của họ là có biên an toàn 30% chẳng hạn. Tức là cứ dưới 70 triệu họ mua, họ không cần quan tâm là cái giá đất ý nó đang từ 150 nó phi xuống 70 và nó có thể xuống 50, 40, 30. Họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm, tôi cần biên an toàn 30%. Vậy thì từ 70 đô đổ lại, 70 triệu đổ lại thì tôi sẽ mua đất ở Mỹ Đình. Mua đất ở Mỹ Đình. Đúng không ạ? Còn xu hướng họ không quan tâm quá nhiều. Quá nhiều. Còn ngược lại như tôi vừa trao đổi trader ấy, đúng không ạ? Kể cả nó lên đến 150, nó vẫn còn xu hướng tăng, họ vẫn sẵn sàng tham gia. Nhưng nó xuống tới 30 đô mà vẫn còn đang cái gọi là chiều xu hướng xuống, và họ nhìn thấy là cầu cung vẫn đang mạnh thì họ cũng sẽ không tham gia được. Thì đây là sự khác biệt nhau giữa hai trường phái đầu tư. Tất nhiên trường phái đầu tư nào nó cũng có cái lý do của nó để nó tồn tại đến bây giờ. Đúng không ạ? Thì quý vị và các bạn phù hợp với cái trường phái nào thì hãy theo trường phái đó. Và hãy lưu ý rằng hãy chọn trường phái nào, một là phù hợp, hai là nó hiệu quả trong dài hạn và nó bền vững, và đặc biệt nó phải mang lại cái kết quả kinh doanh lợi nhuận, mang lại mọi thứ cho quý vị và các bạn một cách nhàn hạ. Và đó là chính là cách chúng ta tạo ra nguồn thu nhập thứ ba, nguồn thu nhập thụ động. Thì trên đây chính là cái quy luật thứ 5 của giá. Và tôi xin tổng kết lại như sau. Quy luật đầu tiên đó là cung cầu thì quyết định giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Đúng không? Trong ngắn hạn. Thế thành ra chúng ta sẽ không thể giải thích được rằng tại sao cổ phiếu này rất rẻ rồi mà nó vẫn có thể giảm thêm. Đúng không? Cổ phiếu kia rất đắt rồi sao nó vẫn cứ tăng thêm. Đấy là một chuyện hết sức bình thường. Đúng không? Thứ hai là kết quả kinh doanh sẽ quyết định giá cái cổ phiếu trong dài hạn tăng hay giảm. Đúng không? Thì trong dài hạn thì người ta phải chú ý đến kết quả kinh doanh. Cái gì đó nó bị định giá thấp quá thì nó cũng không thể kéo dài và một ngày nào đó nó sẽ trở lại giá trị. Hoặc cái gì bị định giá cao quá trong dài hạn rồi một ngày nó sẽ lại trở về với cái giá trị thực của nó. Chứ nó không thể đứng cao mãi, đứng phi lý mãi được. Đó, thì trong ngắn hạn quyết định điều đó, còn trong dài hạn thì không. Thứ ba là giá trị thì hoàn toàn khác với giá trị sổ sách. Hay nói cách khác, giá trị khác hoàn toàn so với giá trị tài sản ròng. Bởi vì cái giá trị tài sản ròng đó là những cái gì đó nó hữu hình, nó chỉ nhìn thấy hiện tại thôi. Còn giá trị tức là nó thể hiện được rằng
cái doanh nghiệp thì có khả năng sinh lời tốt như thế này. Đó, như tôi lấy ví dụ rất nhiều ở trên, hai ông đều có 1 triệu đồng trong tay, đúng không ạ? Nhưng một ông này có thể làm ăn kinh doanh tốt 1 triệu, có thể một năm nhân làm 5-7 triệu. Một ông này làm 1 triệu mãi nó không ra thêm một tí nào, thì tất nhiên cái ông làm sinh lời cao kia, ông ấy thậm chí được trả với giá chục triệu, 20 triệu, 30 triệu, thậm chí nhiều hơn. Nhưng cái ông 1 triệu kia mà không tạo ra kết quả kinh doanh, không tạo ra lợi nhuận tốt, không vận hành đồng vốn tốt, thì thậm chí ông ấy được định giá với giá 500 ngàn, 300 ngàn, thậm chí 100 ngàn. Đấy là một điều hết sức bình thường. Thế thành ra quý vị và các bạn phải đặc biệt lưu ý, giá trị sổ sách cũng quan trọng, nhưng giá trị mới là cái yếu tố rất quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Và quy luật thứ tư là giá cổ phiếu thì nó sẽ tăng giảm theo kỳ vọng của nhà đầu tư. Tăng giảm theo kỳ vọng của nhà đầu tư. Họ cho rằng, sắp tới cổ phiếu tốt, có tin tốt, có cái này cái kia sẽ tăng giá chẳng hạn, thì họ sẽ đẩy tăng giá. Hoặc họ kỳ vọng rằng là tương lai sẽ doanh nghiệp sẽ tăng trưởng tốt, lợi nhuận tốt, mang lại cổ tức tốt, thì họ sẽ nhảy vào họ mua và đẩy giá cổ phiếu lên. Ngược lại, họ kỳ vọng tương lai u ám kém chẳng hạn, hoặc họ kỳ vọng cái cổ phiếu đó không có câu chuyện gì vui thú vị chẳng hạn, thì họ sẽ không mua và giá cổ phiếu có thể đi ngang hoặc là, đúng không ạ? Và cái quy luật cuối cùng đó là giá trị là điều nhà đầu tư cần quan tâm nhất và giá thị trường là điều nhà đầu cơ cần quan tâm nhất. Quý vị và các bạn nắm được 5 quy luật này thì quý vị và các bạn sẽ ra được các cái quyết định một cách hợp lý, phù hợp với cái trường phái đầu tư mình, với cái khẩu vị rủi ro của mình và với cái năng lực của mình. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn 5 quy luật của giá chứng khoán. Thì chúc quý vị và các bạn thu nhận được nhiều những cái kiến thức thú vị hơn nữa ở kênh Chứng khoán TV của AZFIN Việt Nam. Xin chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.